gì á, tại em bỏ cuộn chỉ không? Đang đây luôn rồi. Hỏi ông thử cái phải bỏ cuộn chỉ không, tới lấy cuộn chỉ của khách không? Đây là giao xe Kuta B6000 cho khách. Khách hàng ở Sơn La nha. Con B6000 hai cầu đẹp vip luôn nè. Con đẹp vip 6000. Sao? Hả? À, tới chỗ xe hả? Cho anh chung hả? Rồi rồi, ok. Giao xe, giao cái đường xe phải cho lên thôi. Hả? Giao xe Kuta B6000 cho khách hàng ở Sơn La nha cả nhà. Nè, xe đẹp vip xuất sắc luôn. Giờ đến tay của khách hàng. Bên em xe rồi, các thứ đầy đủ nha cả nhà. Ai cần thì cứ liên hệ nha. Thấy đẹp không? Xe là nguyên zin á. Nguyên zin mà còn mới mà đẹp luôn. Cùng với dàn sới. Đây địa chỉ của khách hàng nha. Rồi xe đang ra vô cho hàng lên. Vận chuyển về Sơn La. Cái này là giao xe Kuta B6000 cho anh ở Sơn La nha.